Xin chào tất cả các bác nha. Rất vui khi được gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Mạnh. Hiện tại thì Mạnh và anh Sự vẫn đang tiếp tục có mặt ở Đông Anh nha các bác nhé. Thì là buổi sáng ngày hôm nay là xem được 3-4 bãi rồi. Nhờ anh Sự nhờ. Nhiều máy quá. Và chiều nay lại tiếp tục. Đấy, nghỉ ngơi xong lại tiếp tục. Đấy. Đấy, anh chào anh Sự, chào các bác chưa? Xin chào các bác chưa? Vâng, đây. Chào anh nhá. Vâng. Cháu chào chú nhá. À, vâng. Vâng. Em chào anh nhá. À, em đang muốn mua một chiếc máy đô san này, máy xích này, máy 55 với anh. Vâng. Đời tầm từ 2008 cho đến 2011 ạ. Nhà mình có chiếc nào không ạ? Máy Hàn thì còn có 24 à? Đây là hàng nhập chung à? À vâng. Vâng. Thế là còn ở bãi nào nữa nhỉ? Máy nhập Hàn đấy. Anh chỉ có 29 thì kẻ đang ở bán trên. Ở ngay gần đây à? Bây giờ lên đấy được không ạ? Được, lên đây này em đi lấy. Nhưng mà đi bộ được à? Không, xe lên. À, phải... cách đây 4-5 cây à? À thế thử xem qua mấy chiếc Volvo này nữa nè. Vâng, dòng này nhìn cái là biết là nhập chung hết rồi. Anh Sự từ hôm qua đến hôm nay là toàn xem máy màu cam thôi nhỉ? Chưa xem máy màu vàng đâu. À, đây đi hẳn sâu thêm vào trong này nữa. Vâng. Volvo. Đây là khu bãi máy hàng nhập Trung Quốc. Còn máy chính Hàn thì ở phía trên như đây. Đấy. À dưới này toàn máy ấy thôi nhỉ? Máy lốp nữa thôi nhỉ? Vâng. Mấy chiếc Volvo này là đời bao nhiêu nhỉ bác nhỉ? 14, 13, 11. 14, 13, 11 à? Những chiếc 14, 13 này giờ nó rơi tầm khoảng bao tiền nhỉ? Máy xích này. Vâng. Gần 300 à? Và hàng nhập chung thì bao giờ cũng rẻ hơn nhiều nhỉ? Yeah. À, dòng máy này nó tay thuận hay tay nghịch? Đang tay thuận hay nghịch? À đều thuận hết ạ. Và tay như sáng nay mình xem mấy chiếc. Vâng. Thôi thế cái dòng máy này là anh em mình là không xem để mua. Bởi vì nó dòng nhập chung. Đấy. Vâng. Thế thôi em chào bác nhé. Dạ vâng. Chào anh ạ. Đây nhiều bác cứ nói chuyện là máy giờ nó rẻ. Rẻ nhưng mà nó có rất là nhiều loại. Đây ví dụ những dòng này thì bao giờ nó cũng rẻ hơn. Cũng là đô san hoặc là cũng là Volvo. Nhưng mà nó lại rẻ hơn rất là nhiều tiền. Đây nhiều bác cứ. Đây ví dụ như chiếc này chẳng hạn. Nếu mà là dòng xịn nhập Hàn 24 thì nó cửa tiền nó phải ngoài 500. Nhập chung thì nó chỉ có 300. Đó. Ui, cái này gầu mới to này anh Sự này. Rồi. Đấy. Gầu này bự rồi nhỉ. À cũng như mấy chiếc kia thôi. À cũng ba máy 300. Chui vào đấy được luôn đấy nhỉ. Này mà mình có cái máy này mình hôm nào mà mùa lạnh ấy nhỉ, xong là đun nước vào đây mà ngâm mà tắm. Khối rưỡi. Ừ. Được. Khối rưỡi hai khối luôn.
Hả? À, xúc cái gầu đấy một phát thôi là đầy một xe rùa luôn. Ừ. Xe rùa. 10 xe rùa. 10 xe rùa á? Ừ. Ôi, lại tiếp tục đi nhỉ, di chuyển sang bãi khác. Lại tiếp tục một bãi nữa. Bãi to đoành luôn. Bãi này là mình đổ hết sân bê tông anh nhỉ? Đây chiếc này là đời 20 mấy đấy anh? 25. À 25 à? 25 thì hơi cao. Anh cho em xem chiếc đời khoảng 22 đi. À đây à? Một mình đứng một đấy đây à? Mình đứng một chỗ nhưng mà nó 18. À đây, chiếc này đây. Cái này lại chế thêm cái này nữa nhỉ? Bác nhỉ? Có thêm ấy chứ nhỉ? Hàn thêm đấy. Hàn thêm mà. Này họ hàn từ bên kia chứ nhỉ? Anh nhỉ? Chiếc này cái gầu nó kém quá nhỉ? Như chiếc 22 này là ở bãi mình đang bán bao tiền nhỉ anh nhỉ? 490 à? 490 triệu. Bây giờ có bình ở đây chưa hả anh? Kẹp bình câu. À bây giờ phải kẹp bình câu à? Vâng. Ơ nó vẫn có bình ở đây mà anh. À, bình kém. Ở bãi mình này là chiếc 22 này là thấp nhất rồi. Có chiếc nào 23 nữa không hả anh? 23 nhiều hơn à? Đâu nhỉ, còn chiếc 23 nữa đâu nhỉ, tí. Đây. 13 đấy, mới bên đây nữa. Vâng. Đây chiếc này nè. 23 đây nữa. Đẹp luôn. Chiếc 23 này mới chiếc 22 kia lệch nhau nhiều tiền không anh? 20 triệu. À, thành 500 à? À 501 à? Anh có thể cho bọn em thử chiếc 22 kia đi. Vâng. Bác có thợ cặp bình nhá. Vâng. Bãi máy này đổ bê tông hết nhỉ? Thích. Bốn trăm chín mươi triệu. Phần này được sơn lại, tỉa lại.
Anh Sự lên để nổ đi. Này phải câu ở bình yếu rồi anh ạ. Vâng. Hai bình to này mà yếu nhỉ? Anh Sự không quen tay Thuận thì cho gan ti nhỏ đi để thử. Đừng lui hẳn ra đây kìa. Đang làm tay nghịch này mà làm sang tay Thuận này nó ngượng luôn anh. Anh Sự ơi, anh di chuyển hẳn ra chỗ rộng rộng này này. Ra tí nữa đi anh Sự ơi. Được rồi, anh cho gan ti, anh Sự ơi, cho gan ti thật nhỏ đi, hết nhỏ hết cơ, chống ben lên, hạ ben xuống, đẩy xem máy lên không.
Trước nay thủy lực khỏe anh ạ. Khỏe nhỉ. Rồi múc thử nào anh. Quay toa nào anh. Để lâu quá cho thời tiết nó mưa nên là nó chảy hết nước, bây giờ nó chảy nước ở đây. Sao bây giờ thấy anh thấy nào? Cái quần này nó kiểu quay nó không quen như tay nghịch đúng không? Trong bãi mình là chiếc này là đời thấp nhất đấy đúng không anh? Bãi nhà anh nguyên đời cao. Đời 22 này là thấp nhất. Lại cho về chỗ cũ thôi.
Được à? Điện này nhanh không? Bây giờ anh phải kiểm tra kỹ vào. Phải kiểm tra kỹ rồi chứ, thử mỗi một tí để biết được à? Tam pin sạch sẽ rồi. Nhất là tam pin sạch sẽ. Còn đây vẫn đen xìm à? Hôm đêm vẫn là chị. Đô xa. Như giá 490 triệu này là có bớt chưa anh? Đi em xem kỹ đi. Vào việc bớt đi. À vào việc là bớt đi. Thiện chí chưa hay là chưa thiện chí? À bây giờ thiện chí chưa? Thiện đây. Chí chưa? Vâng, đây có anh này anh thích rồi mua cho anh mà. Vâng. Hôm nay anh nghĩ gì? Vâng. Thế đi nhờ, anh em mình vào trong kia nhờ. Để xem nó như nào. Đậy nắp này xuống. Này về đẹp nhất Tuyên Quang rồi. Về đẹp nhất Tuyên Quang luôn à. Tuyên Quang miền gái đẹp. Tuyên gái thì quan đẹp không? Nhưng mà lại về Hà Giang cơ, lại không phải về Tuyên Quang. Tiếp tục máy bãi thì lại đến một chiếc máy của dân. Dân này nhưng mà dân buôn ấy nhỉ, phải không anh? Vừa làm vừa bán anh ạ. Vừa làm vừa bán luôn à? À đây là chiếc này của anh, là anh báo là 209 đấy đúng không? Mà anh sự mở đuôi nào. Cái này là anh cứ vừa làm là gặp khách là bán luôn à? À máy là vừa đi làm vừa bán luôn. Đây. Xem nhá. Xem là hộp đen có đen xì không nhá. Vâng, hộp đen vẫn đen xì. Sợ hộp đen xanh lè không nhá. Xanh lè. À. À, được cái là sàn chiếc thứ này nó không bị han gì nhờ. Anh nhờ. À. Này dầu phớt rồi. Phớt giả. Ừ. Này
biết rồi, nhưng mà cái cầu này như máy nhà mình trên. Ừ. Mình có cái máy như này vẫn như vậy. Cái này đâu anh Sự thử lái nào. Này tay thuận hay tay nghịch nhỉ anh nhỉ? Tay nghịch. À tay nghịch à? À thế đúng phỏm anh Sự không? Ở đây tinh tay nghịch. Mà. Nhà anh như kiểu là vừa có đám xong ấy nhỉ? Cả chiếc 140 đô san kia cũng bán anh. Vâng. À. Chiếc đấy là đời 204 hay 205? 204 à? Đây lại đang ở Thái Nguyên. Nắng quá nhờ. Anh múc đất ở đằng kia kìa. Đằng sau anh ấy. Để gan ti mà múc được khỏe đấy nhờ. Như máy này giờ thì chính xác là anh bán bao tiền? 285 triệu à? Bao ship? Bao ship tận anh biết chỗ nào bao ship của anh. Ship tận hơn chục triệu đó thì có 20 rồi chứ. Ờ. Chỗ này mà chở, nếu mà anh chở về đến Hà Giang thì khoảng bao tiền cước anh? Qua thành phố khoảng 20 cây anh ạ. Qua Vị Xuyên. Vâng. Qua thành phố. Qua thành phố Hà Giang.
từ đây về đấy bao nhiêu cây rồi? Chắc khoảng độ trên 300 cây rồi đấy. Hử? 7 triệu tiền cước à? À. Nhưng mà đấy là với điều kiện là phải mua máy nhà mình chứ nhỉ? Hay đi chở cước nó cũng 7 triệu. Chở cước thì tính khoảng bao tiền anh? Nhưng mà đây ở đồng bằng mà. Chỗ đấy nó có cao đâu. Không có đèo dốc gì đâu anh ạ. À. 25.000 mà 300 cây là thành 7 triệu rưỡi à? Bảy triệu, 7 triệu rưỡi thôi. Trước ai nứt chân cần anh. Đoạn này cũng bị nứt rồi xong rồi sang phanh lại à? Này được ấy. Được à? Giá con này đi. Anh Sự đi nhiều quá rồi mệt rồi. Lên làm giá đấy. Vào thấy xe này ngon quá. Con này làm giá con này được đấy. Dạ, kinh quá. Người Lâm Đồng ấy. Kiểu như dân Lâm Đồng ấy. Ép tải thoải mái chả có khói. Nó dùng máy nó còn zin thì nó dùng nghe cái nổ nó chất nổ nó khác. Nếu máy nó bung rồi thì kiểu con này bao nhiêu anh? Nó bảo 300 cái bớt đi. Bao ship tổng quốc à? Ừ. Bao ship. Bao ship lận miền Nam luôn. Bao ship tổng quốc. Hả? Bao ship đúng về Mèo Vạc luôn. Mèo Vạc nè. Mèo Vạc Hà Giang. Hà Giang thôi.
Nên mèo vạc qua thành phố lên một chút rồi mà. Mèo vạc là đèo rồi. Lên một chút rồi mà. Thôi được rồi, để em thử. Lại tiếp tục một chiếc 2007. Đâu anh Sự đâu, lên máy nào. Nhờ, nhà anh không tối rồi. Có chìa chứ. Vừa gọi điện cho anh chủ rồi, có chìa rồi mà. Ê, máy làm bến cát nó sạch sẽ nhỉ. Vâng. Bỏ dép ra. Chiếc này đời thấp thôi nhưng mà nhìn cũng sạch sẽ phết đấy anh. Vâng. Ôi. Ga lên, anh ga lên một xíu. Đó. Thế à? Đó. Đây đây. Chỗ này rộng, quay thoải mái mà. Anh cứ múc ở đoạn dưới đổ lên đoạn trên này là được. Đấy. Anh quay hết một vòng toa nào anh Sự ơi. Ga lên thêm một xíu nữa anh. Anh Sự ơi, anh để về gan ti đi. Cho ga bé hẳn lại. Cho bé hẳn đi. Bé, cứ bé kịch đi. Kịch chưa? Bây giờ anh cho ben nó nổ nhổi lên. Nguyên cái ben rồi. Nguyên cái ben. Nguyên cái tay cần ben kia kìa. Đấy, cho nhâng ben này. Đấy. Cho cầu ở đây chống bỏng lên nào. Ôi, bây giờ anh ngồi ở đấy anh nâng ben lên đã nào, xem nó bị tụt ben hay sao ấy. Cứ nâng ben lên. Rồi,
À, hạ ben xuống. Thôi. Ơi, chào anh nhá. Vâng. Đây là anh chủ máy. Này đang hỏng mất hai quả ga lê nhà anh nhỉ. Vỡ rồi. Mà sao bán chiếc này đi anh? À, vẫn còn chiếc 24 à? Gầu này của 24. À, gầu này là của 24 à anh? Vâng. Thế chiếc này có tháo lắp nhanh không nhỉ anh nhỉ? Có tháo cơ. À có, nhưng mà loại cơ à? Vâng. À. Có đang cơ vứt trên trưởng này, vứt loại lên. À. Thế chiếc này bây giờ là anh bán bao tiền nhỉ anh nhỉ? 200. À. Không, em đang dặn anh ấy để làm gan ti thôi, để thử. Ừ, con này làm trước đi vừa rồi là chất cơ. À. Đi làm. Đặt thoải mái luôn. Vâng. Mát điều ngoài mát. Vâng. Thế này là bán chiếc này đi lại phải đi mang chiếc kia về. Đấy, chiếc kia để nhà. À thế ạ. Vâng. Kiểm tra được chưa? À, có cả điều hòa đầy đủ anh. Vâng. Điều hòa mát lắm. Mát lạnh luôn. Ừ. Anh nổ thử đi. Có điều hòa con này nhưng điều hòa mà hẳn lắm. À. Điều hòa điện đúng không? Không, điều hòa lốc bình thường. À. Nó vẫn chạy mình ở đây nhưng mà. Điều hòa này đặt mắc này. Xi nhan đèn còi vẫn đầy đủ. Đây à. Cặp cái dây này là nó cái đèn nó đấu đi ra. Vâng. Nào máy của anh có cả chuột ở trong này sao này? Đâu đi làm rác. À đi múc rác à? À. Này có bơm dầu. Thank you.
Vâng, à, mai mốt anh ấy sẽ lái máy anh ạ. Vâng. Dạ vâng ạ. Em ở Hà Giang anh ạ. Dạ vâng. Được rồi anh Sự ơi, ngồi trên đấy điều hòa mát quá không muốn xuống à? Mát quá không muốn xuống à? Vâng, thôi anh được rồi, anh tắt đi xong là để kiểm tra phần động cơ cái. Đây, để kiểm tra phần động cơ. Từ ngày... ừ. Anh ơi, anh nhắc hộ em cái động cơ này. Em cứ tưởng chuột nó ở đây. Ra, ra, nào nhiều chuột thế. Thì đúng cái dầu diesel này không gì đâu. Đây, đọc cái dầu diesel này xoáy nọ qua cái điện này xoáy chặt ốc này vào được. Vâng. Bơm khô vết đấy chứ nhỉ? Con này thì khô lắm. Nói chung đi làm rồi, con đi làm bao ngày tháng. Không còn chuột mới rát lên à? Không phải mà đây làm rác băm. Ý là máy của anh đi làm rác. Ừ. Hôm nọ, ở lúc nãy thấy cái xích bị dính rác. Phải rác, đúng rồi. Chứ phải chuột đâu, để rác băm mà. Cái này phải dọn đi, không làm nóng là nguy hiểm lắm đấy. Không cái gì đó. Không muốn, không nào, ấy dỗi ở đấy, đây không ra, rứt nó còn khác, nó xây thì nó. Máy này là anh đang báo giá là 200 triệu. Hơn 200 à? 200. Được không anh? Được. Được. Này 200 thì được. Ý là nhà anh có hai con, anh bán muốn bán bớt con này đi. 24 thì lại không bán. Bán 24 bán được, hai con bán một. À, hai con bán một con. Thế con 24 kia là anh bán bao tiền? 400. 400 à? 24 anh bán 400, 207 anh bán 200, rẻ nửa tiền. đổi một lấy hai củ khoai anh đổi đấy. Thế này mình bỏ ra 400 là mình mua được 2 chiếc đấy. Nhưng mà kia bỏ ra 400 mình chỉ mua được 1 chiếc bơm dầu chứ này. Cái bật điện bơm ở đây nhỉ? Bơm đấy, bật đây đấy. Bật luôn, hút luôn. Mạnh xem xong chiếc máy này thì Mạnh sẽ đúc kết lại tất cả các máy nha các bác nhé. Thôi giờ nó cũng khá muộn rồi các bác ạ. Tôi qua đây Mạnh cũng xin kết thúc video tại đây. Và hẹn tất cả các bác vào những video tiếp theo.